Trời ơi, nãy giờ anh mà không để ý, ăn cơm, đang ăn cơm xong chạy ra đây làm gì hả Bi? Thì ra là đứng nãy giờ xin, đâu có thịt gì đâu mà xin. Thử xem nào, mít nha, có ăn được không? Biết ăn không? Ôi trời, nhanh tay dữ ta. Chó cho mình ăn mít luôn ta. Ăn sơ mít luôn à, ôi cha ơi. Hay nhà, hay nhà Bi nhà, ăn sơ mít được các bạn. Nhà Bi này, Bi à, ăn sơ mít luôn. Bây giờ cho miếng muối mít đi, là muối mít nha, xé ra nha. Tài thật nhỉ. Này, mít nè. Ăn nhanh đi chứ. Kinh điển nhỉ. Ngon ta. Hay đấy. Và mai biết vậy là mai không cho ăn cơm nữa nha, Bi nha. Cho ăn mít nha. Nếu mà không có cơm thì mua mít về cho ăn nhá, ăn trái cây nhá. À, ăn hết rồi nè. Ăn ngon ngấu nghiến ơi, tài năng nhỉ. Đây cho cái miếng mít nữa đây. Trời ơi. Tài thật, ăn hết rồi, giỏi thật. Rồi ok, mai mai mua mít cho mày ăn nghe chưa. Đây yên tâm, ăn mít cho nó mắt mắt sáng hả, cho nó thơm mồm ha, mắt sáng thơm mồm. Ok, tóc mượt rồi. Hay thật. Thấy chưa các bạn, đấy báo cáo, nghe tiếng động đó. Ăn ăn đi chứ vẫn để ý tiếng động bên ngoài này. Ok.